Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn tiếp tục quay trở lại với bài học tiếp theo trong chương trình Vua SEO, lên đỉnh cùng SEO, lên top cùng SEO và cùng với giảng viên Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh và hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn bài học tiếp theo. Đấy là bài phân tích và lựa chọn từ khóa SEO. Trước khi làm SEO thì chúng ta luôn luôn nói về từ khóa. Từ khóa của bạn làm SEO là gì? Và chúng ta sẽ phân tích và lựa chọn như thế nào để làm sao cho nó hiệu quả. Bởi vì là cái việc làm SEO thì chúng ta đã được biết nó sẽ có quy trình, nó sẽ có bài viết, nó sẽ có website vân vân. Nhưng làm SEO từ nào, nên lựa chọn từ nào trước, từ nào sau và cách làm như thế nào thì ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn, được chưa ạ? Đầu tiên thì đó là các bước phân tích và lựa chọn từ khóa. Muốn lựa chọn được từ khóa đúng, từ khóa chuẩn, từ khóa dễ để làm sao mà khi chúng ta SEO nó lên top được rồi thì nó chuyển đổi được thành người mua. Chúng ta luôn luôn quan tâm đến khái niệm chuyển đổi, rất là quan trọng các bạn nhé. Thứ nhất là chúng ta cần phải hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của chính chúng ta, đó là của các bạn ấy. Các bạn bán cái sản phẩm gì, cái dịch vụ gì để làm sao chúng ta sẽ đưa ra được cái từ khóa phù hợp. Và chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta hãy đặt ra các câu hỏi cụ thể, như là website bán sản phẩm gì, bán cho ai, khách hàng mục tiêu là gì, profile của họ ra sao, mình mô tả họ về tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, họ mua cái sản phẩm đấy trong tình huống nào, họ quan tâm đến những điều gì, sản phẩm và dịch vụ của bạn giải quyết được vấn đề gì cho họ, đúng không ạ? Mình hãy suy nghĩ ra và mình tìm kiếm, sau đó mình sẽ trả lời lại và mình sẽ đưa ra được những cái keyword, đó chính là những cái từ khóa mà mình sẽ rất là quan tâm, đúng không ạ? Thí dụ như là học SEO thì bao giờ người ta tìm là học SEO ở đâu, đúng không ạ? Học SEO ở đâu thì tốt, học SEO ở đâu thì uy tín, học SEO ở đâu thì rẻ. Thường người ta sẽ tìm như thế, chứ người ta lại không, họ lại tìm là học SEO với ai, đúng không ạ? Ai là chùm về SEO, ví dụ thế, rất là khó. Thế thì nếu như mà giả sử có người mà người ta tìm với từ khóa là ai là chùm là SEO, ai là chùm về SEO, đúng không? Ai là ông chùm làm SEO ở Việt Nam, ví dụ thế. Thế thì các bạn SEO những cái từ khóa này thì tôi nghĩ rất là dễ lên. Bởi vì không có người dùng cho nên là cái việc cạnh tranh nó rất là thấp, được chưa? Bước tiếp theo đấy là chúng ta sẽ phải nắm được cái khách hàng của chúng ta cần gì, đúng không ạ? Chúng ta nghiên cứu sâu về khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai, tôi vừa nói rồi đấy, profile của họ chuẩn chỉ, đúng không ạ? Họ sẽ mua gì, sử dụng dịch vụ gì trong cái sản phẩm chúng ta đang bán, cái dịch vụ chúng ta đang bán, đúng không ạ? Có thể những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, đúng không ạ? Những cái mong muốn về mặt inside, tức là phần bên trong của khách hàng của họ thực sự là gì? Ví dụ như họ mua một cái chiếc iPhone, không nhất thiết nó phải là cái công nghệ gì ghê gớm cả, đúng không ạ? Đôi khi là gì ạ? Tất cả người khác cùng dùng iPhone và rất là sành điệu cho nên là họ sử dụng. Hoặc là họ thấy rằng là sử dụng iPhone là nó độ bền nên là tính thời trang nó cao hơn rất là nhiều. Hoặc là một số người thì cho rằng là iPhone là đẳng cấp. Thì thế, đấy là cái inside buying, tức là cái phần lý do mà người ta thực sự mua hàng là gì. Đây là một cái ví dụ. Đây là một cái ví dụ để thấy rõ hơn cho các bạn về cái gọi là vé máy bay, đúng không ạ? Thế thì khi mà các bạn search cái từ vé máy bay thì rất nhiều người muốn là vé máy bay giá rẻ, đúng không ạ? Rồi vé giá rẻ, rồi vé rẻ. Đấy. Thế thì những cái từ ngữ nó tương tự như vậy, có dấu hoặc không có dấu thì chúng ta đấy là những cái biến thể của từ khóa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tra hai cái từ này, chúng ta thấy rằng là có rất nhiều trang QC đấy là AdWords. Thì chúng ta sẽ học cái AdWords đấy trong một cái chương trình đào tạo khác. Và tôi cũng sẽ ghi hình và hướng dẫn cho các bạn sau. Chúng ta quan tâm đến cái phần màu vàng, đấy là cái phần đấy là phần SEO, đúng không ạ? Chúng ta thấy là Jetstar là một cái hãng mà họ sell được cái từ khóa này lên trong cái từ khóa vé rẻ, bởi vì họ là cái đơn vị tiên phong triển khai cái vé giá rẻ, có đúng không ạ? Vâng, thế thì khi đấy thì họ sẽ luôn luôn tìm được một cái lượng truy cập rất là lớn của khách hàng vào Jetstar. Tuy nhiên, cái việc lên top đã đạt được rồi nhá, thậm chí là họ đang đứng top 1, top 2, họ đứng rất là tốt. Thế nhưng vấn đề là khách hàng có mua cái sản phẩm đấy hay không, cái dịch vụ đấy hay không, còn phụ thuộc nhiều yếu tố, đúng không ạ? Như tôi nói, thứ nhất là phụ thuộc vào
website, phụ thuộc vào thương hiệu, phụ thuộc vào giá cả. Tôi nghĩ là bây giờ Jetstar bán vé giá rẻ thì cũng rất là khó, đúng không ạ? Bởi vì này, thông thường các cái vé giá rẻ nó thường đi kèm với những cái điều khoản nó cũng hạn hữu, rồi hạn chế, rồi thậm chí là cái tình trạng trễ chuyến cũng rất là nhiều. Cho nên là các khách hàng họ cũng rất là phiền lòng. Vì thế cái việc bán hàng của họ cũng không phải là dễ dàng gì cho lắm. Đó. Tuy nhiên nếu mà mỗi ngày mà có hàng nghìn, hàng chục nghìn lượt truy cập vào thì họ vẫn sẽ có một cái lượng khách hàng rất là tốt. Thì tôi muốn phân tích rằng là ở đây chúng ta cần phải hiểu cái đối tượng tìm vé giá rẻ là ai, đúng không ạ? Những ai mà người ta quan tâm đến điều đấy. Hầu như bây giờ tất cả mọi người đều quan tâm, nhưng mà sẽ có một cái tập khách hàng họ xịn, họ sẽ không quan tâm lắm, đúng không ạ? Thí dụ như doanh nhân, chính trị gia, những người bận rộn, những người có thu nhập, hoặc giới trẻ đấy, sang chảnh thì họ có xu hướng không tìm kiếm. Còn phần lớn mọi người bây giờ cũng rất là thích vé giá rẻ, và thậm chí là vé máy bay của những hãng lớn bây giờ cũng là có vé giá rẻ, đúng không ạ? Thì họ sẽ mua theo kiểu là đi du lịch, đúng không ạ? Rồi đi công tác, muốn tiết kiệm chi phí. Vì vậy cái phần sale, cái từ khóa này là mình phải nghiên cứu về họ, sau đó là mình sẽ phát hiện ra những cái từ khóa mà họ quan tâm, đúng không ạ? Thế thì khi vào landing page rồi, khi vào website rồi thì bạn cần phải thể hiện rằng là cái vé của bạn là tốt nhất, đúng không? Cái giá là tốt nhất, cái dịch vụ của bạn là tốt nhất để tăng được cái tính chuyển đổi lên. Còn cái công tác nghiên cứu khách hàng để ra được cái từ khóa thì chúng ta đã hiểu nôm na như vậy. Tất nhiên cái cách mà tôi đang giải thích đấy là cái cách ngược. Bình thường là chúng ta phải nghiên cứu từ khóa thì chúng ta mới sell lên được. Đây là chúng ta đã sell lên được rồi và chúng ta nghiên cứu ngược lại. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thế thì chúng ta sẽ làm những cách nào nữa? Được chưa ạ? Và chúng ta có thể sử dụng các công cụ để mà tìm từ khóa. Thí dụ như là chúng ta có thể làm tìm trên Google Search Box, đúng không ạ? Tìm trên các công cụ miễn phí hoặc các công cụ trả phí. Thí dụ như các bạn nhìn thấy ở đây là gồm có là Word Checker. Chúng ta đánh một từ vào đây thì nó ra hàng nghìn từ, hàng trăm từ tương tự, đúng không ạ? Dài ngắn khác nhau, các biến thể của nó. Thậm chí là có những cái công cụ trả phí, đúng không ạ? Như là Keyword Discovery, đúng không ạ? Hay là Keyword Analytica, vân vân. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ này. Tất nhiên là những cái công cụ này mà sử dụng tiếng Việt thì nó cũng không phải hiệu quả lắm, bởi vì thường những công cụ này họ viết cho những cái doanh nghiệp nước ngoài bằng tiếng Anh. Ở nước ngoài thì các doanh nghiệp họ sử dụng SEO rất là mạnh các bạn nhé. Ở Việt Nam cũng thế, nhưng mà ở Việt Nam thì nó có một cái tình trạng là loạn lạc về SEO. Tức là các cái seller, những người làm SEO họ cũng vì cái mục tiêu lên top, cho nên là họ sử dụng rất nhiều các cái thủ thuật xấu, hoặc là những cái gọi là SEO black hat, đúng không ạ? SEO mũ đen. Về cơ bản là họ dùng các phương pháp không chính thống và tăng trưởng nhanh nhưng mà không bền vững. Đấy là cái mà tôi đang nói về cái việc là các cái công cụ và những cái người sử dụng SEO không thực sự là tốt, đúng không ạ? Không thực sự là bền vững. Và cái mà chúng tôi đang hướng dẫn cho các bạn đây là hoàn toàn là SEO tay, SEO thủ công rất là tốt, được chưa ạ? Vâng. Thì tôi cũng có giới thiệu với các bạn đây một số công cụ. Các bạn không cần phải dùng hết những công cụ này nhé. Các bạn có thể sử dụng một hoặc hai công cụ thôi là rất là ok. Chẳng hạn cái slide các bạn đang xem thì ở đây là nó có Google External Keyword Tool, đúng không ạ? Các bạn đang xem thì tất cả những cái công cụ này thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta muốn tìm thấy thì chúng ta lên trên Google chúng ta tìm.